Ok, xin chào tất cả bạn quay trở lại kênh GPT. Và hôm nay tôi chia sẻ với bạn một cái câu hỏi rất là khó, nhưng cái câu hỏi này thì cũng bình thường thôi. Vậy thì câu hỏi đó nó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với bạn thông qua cái video này. Và các bạn đang nhìn trên màn hình với lại một cái tiêu đề, chắc chắn là rất là nhiều bạn kích vào cái tiêu đề này, nghĩ rằng là có một cái điều gì đó nó hay ho để xem. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó rất hay ho, bởi vì rằng là một cái tiêu đề rằng ôi hôm nay hết thứ chia sẻ. Đây là một cái thứ mà chắc chắn rằng là khi các bạn rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó, các bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi này trong đầu các bạn. Và thì tôi không biết rằng là các bạn đã bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh như thế chưa, tức là hết thứ để có thể làm đó, và hết những cái thứ để có thể chia sẻ, hay là công việc của các bạn nó bế tắc, nó mang tính chất rằng là không có thứ gì để có thể gỡ bỏ được. Thì thông qua cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn một cái kinh nghiệm, và đồng thời cũng trả lời cho cái câu hỏi đó là khi bế tắc thì chúng ta sẽ làm những thứ gì để có thể phát triển tốt trong cái công việc của chúng ta. Thì từ những cái thứ đó và thông qua những kinh nghiệm thì tôi muốn chia sẻ với bạn thông qua cái video hôm nay. Và chắc chắn rằng là tôi thấy một cái điều hiện tại các bạn đang gặp một trong cái hoàn cảnh, đôi khi các bạn làm một cái công việc gì đó, và đặc biệt rằng là những cái bạn nào mà làm một mình. Thế thì khi các bạn làm một mình ấy thì sẽ đến một ngày nào đó các bạn sẽ cạn ý tưởng. Sẽ đến một ngày nào đó các bạn sẽ cạn sức, tức là lúc đó các bạn nực bức, cái kiểu dạng nực bất tòng tâm ấy, rồi rằng âm thầm chịu đựng, rồi rằng các bạn sẽ có một ngày ở đó thấy cảm giác rất là chán, rồi rất là nhiều những tâm trạng khác. Thì đến lúc đó thì các bạn sẽ xuất hiện trong đầu các bạn đúng như cái tiêu đề mà tôi chia sẻ với bạn đây: ôi hôm nay hết thứ chia sẻ, hoặc hết thứ để làm, hoặc là ôi hôm nay chán quá không làm thứ gì nữa. Thì từ những cái việc như thế thì bạn thấy một cái điều rằng là do cái tính chất công việc của bạn hiện tại nó đang tạo ra cho các bạn một cái cảm giác nó stress, hay tạo ra cho một các bạn một cái áp lực gì đó khiến các bạn không thể nào thoát ra được khỏi một cái bức tường mà các bạn đang phải đấu chọi ở trong đó. Và đó là một trong những cái thứ mà chắc chắn rằng là các bạn bế tắc. Thế thì cái bế tắc của các bạn phải xác định đơn giản là các bạn đang bế tắc ở đâu. Các bạn đang bế tắc ở về mặt kinh tế, các bạn đang bế tắc về mặt thời gian, hay là các bạn đang bế tắc đến nỗi mà bế cũng không dậy được. Có rất là nhiều bạn bế tắc về, đa số khi các bạn đi làm việc thì các bạn sẽ bế tắc về kinh tế, ví dụ mức lương thấp, hoặc ví dụ kiếm nó không ra tiền, rồi rằng là cuộc sống nó có rất là nhiều áp lực từ gia đình, từ họ hàng, cho đến rất là nhiều những cái công việc phát sinh ở đằng sau. Tôi ví dụ như là đám ma cũng cần tiền, đám cưới cũng cần tiền, đám thôi nôi cũng cần tiền. Đấy, đi vệ sinh cũng cần tiền. Đấy, đơn giản một cái thứ mà nó rất là đời thường như thế thôi. Chúng ta cũng phải cần những cái đến mặt kinh tế. Nhưng nếu cái công việc đó nó không giúp cho các bạn chi trả, hay giúp không giúp cho các bạn cân bằng lại được những cái thứ đó thì chắc chắn là bế tắc rồi. Thường thường tôi thấy rằng là đa số những cái bạn mà hỏi về những câu hỏi này thì các bạn bế tắc về mặt kinh tế. Thì lúc đó tôi cũng chỉ có một cái giải pháp tốt nhất cho các bạn, đó là thử xem thời điểm hiện tại các bạn sẽ làm thêm được những công việc gì. Tôi quen biết rất là nhiều bạn khi đi làm những công việc ở công ty, sau đó các bạn về nhà các bạn làm những cái công việc làm thêm, làm những công việc trên online. Đôi khi có những cái bạn rất là năng động trong cái việc rằng là đi chạy Grab, chạy Go Việt, rồi làm những cái thứ mà khả năng các bạn có thể được kiếm được tiền, rồi rồi các bạn lo cho cuộc sống các bạn, rồi bên cạnh đó các bạn lo cho thêm những cái người xung quanh như gia đình, người thân hoặc người yêu. Thì tôi thấy rằng là đấy là do là các bạn chưa chịu đi làm. Nếu như các bạn chịu làm thì chắc chắn rằng cái việc kinh tế đấy nó không là gì cả. Quan trọng rằng là các bạn có dám chịu chấp nhận những cái hoàn cảnh mà bắt buộc chúng ta sẽ phải dấn thân vào hay không, hay là các bạn ngại, các bạn không chịu đi thực hiện những công việc đó, chắc chắn là cái kinh tế của bạn nó sẽ cũng không khá được. Còn về cái việc rằng là đi làm một cái công việc gì đó, kinh tế nó thấp hay là mức lương nó thấp, thì các bạn phải xem là cái công việc của bạn hiện tại bạn đang kiếm được thu nhập bao nhiêu, hay là hiện tại bạn đang làm cho công ty đó đang phát triển, hay rằng là đang trì trệ hay đang chậm lại. Thì lúc đó các bạn sẽ có được nhiều cái định hướng, là các bạn có thể chọn lựa chọn công việc khác, hoặc là các bạn có thể đề bạt với sếp các bạn tăng lương, với lại cái theo năng lực các bạn thấy. Và chắc chắn là những cái thứ mà khi mà các bạn đưa ra một quyết định gì đó thì các bạn cần phải có những sự tư vấn từ người thân, từ bạn bè, hay từ những người họ có kinh nghiệm để rồi họ chia sẻ với các bạn. Rồi rằng là tôi lại thường gặp những cái bạn mà nằm ở cái chỗ đó là bế tắc về thời gian. Có rất là nhiều bạn nói với tôi, đặc biệt những cái bạn làm kiếm tiền trên YouTube, hay một số những bạn làm việc trên online, nói rằng là em nhận rất là nhiều khách hàng dạo gần đây thì thời gian không có,
có rất là nhiều những cái kèo rất là thơm phải bỏ đi, rồi khi mà thời gian làm những công việc rằng là rất là muốn để có thể chộp giật nhiều hơn, thời gian có tốt hơn để có thể sản sinh ra được nhiều đồng tiền hơn. Nhưng thực sự rằng là một ngày chỉ có 24 giờ, nó không có hơn 24 giờ. Thế tôi nghĩ rằng là đó là các bạn đang rất là thành công. Nhưng về cái việc bế tắc thời gian nó dường như rất là ít. Nhưng cái khủng hoảng ở đây đặt ra đó là rất là nhiều bạn gò bó trong công việc, thời gian ép buộc. Ở một cái khía cạnh khác, đó là thời gian ép buộc cứ suốt ngày phải làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng. Sau này không biết suy nghĩ viển vông theo một cái khía cạnh rằng là tương lai về đâu, rồi nó mù mịt các thứ. Đó. Rồi từ cái khoảng thời gian nó đã tạo ra một cái không gian nó buồn tẻ rồi rằng là chán nản, xong cuối cùng là các bạn lại trở nên bế tắc. Thế thì từ những cái việc đó thì tôi thấy rằng là thời gian của các bạn cần phải tối ưu lại. Các bạn phải xác định xem cái công việc nào nó là cái công việc nhiều tiền nhất, các bạn lựa chọn cái công việc đó. Thứ hai đó là các bạn lựa chọn, nếu như các bạn là cái người mà đang kiếm tiền nhiều, đang muốn có thêm thời gian thì các bạn lựa chọn xem là cái đối tác nào là cái đối tác bền vững nhất, là cái người gắn bó với các bạn lâu nhất, để rồi các bạn đi theo cái dự án đó, cái quy trình đó, thì tôi nghĩ đó là cái cách tốt nhất. Cũng ví dụ đơn giản hiện tại như tôi chẳng hạn, tôi làm một số cái công việc, tôi thấy rằng là một số những cái dự án khá là bền vững, ví dụ cái dự án đấy nó kéo dài được hơn năm, 2 năm hoặc có thể nhiều hơn, thì lúc đó tôi sẽ lựa chọn những dự án đó. Hoặc là còn những cái dự án mà chộp giật một phát lấy tiền ngay nhưng mà nó không bền vững thì lúc đó tôi sẽ phải suy nghĩ, bởi vì rằng là nó có một cái đen trong cuộc đời tôi như thế này, đó là khi công việc nó đổ về rất là nhiều ở một thời điểm, nó không tách rời ra từng các thời điểm khác, thì lúc đó tôi thấy một suy nghĩ rằng là thời gian thì mình làm sao mình có thể chạy sang từ công ty A sang công ty B, rồi chiều lại nhảy công ty C, rồi tối lại nhảy về với lại mấy bạn mà support hay những bạn học viên được. Cho nên lúc đó là tôi lựa chọn theo cái phương pháp rằng là cái thứ gì nó bền vững nhất, có thể cái bền vững đó nó ít tiền nhưng nó giúp cho các bạn ổn định. Đó, sau khi ổn định được rồi các bạn mới bắt đầu các bạn phát triển những cái thứ mà nó dài hơn thì nó sẽ tốt hơn. Và đó một cái lời khuyên dành cho những cái bạn nào mà hay ôm nhiều việc ấy, thì lựa chọn những công việc gì nào nó bền vững, nó đạt hiệu quả và nó giúp cho các bạn tối ưu lại làm sao thời gian nó có lại từng khoảng khắc, từng thời điểm, và từ thời điểm, từ khoảng khắc đó nó đẻ ra tiền thì quá là tuyệt vời. Và đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn là như vậy. Còn về cái việc rằng là gặp những cái bạn mà bế tắc đến cái nỗi mà có bế cũng không dậy được, thì thực sự ra là đây là một cái thứ rằng là một cái căn bệnh truyền thuyết rồi, và một cái căn bệnh truyền kỳ. Như các bạn biết cái căn bệnh đó là gọi là căn bệnh lười đấy. Đấy, gọi là những cái ông gọi là mắc lười ấy. Tôi gặp rất là nhiều những cái kiểu như thế này. Có những cái bạn thì chỉ cho cái cách để thực hiện, chỉ cho phương pháp để làm, rồi rằng là chỉ cho cái hướng đúng để đi, rồi rằng là có khi là tạo điều kiện cho sử dụng làm việc trong một cái môi trường rất tuyệt vời, và rồi cũng tạo điều kiện cho một cái mức lương, tạo điều kiện cho cái cách kiếm tiền tốt, nhưng mà theo một cái quy trình nó rất là buồn cười ở cái chỗ các bạn không chịu làm, các bạn ấy rất lười, và đôi khi rằng là các bạn làm cái công việc đó ấy, các bạn ấy chỉ theo một cái xu hướng là làm đủ thời gian, đủ giờ, đủ việc đấy, cái kiểu như là đến trên đó để đăng ký, để dự thính, rồi rằng là để có một cái chỗ ngồi, xong cuối cùng về làm gì không biết, để làm gì xong lúc nào cũng kêu rằng là bế tắc, rồi lúc nào cũng kêu rằng là khổ cái này khổ cái kia đấy, có một cái thể loại buồn cười đến như vậy, và lúc nào cũng trong tình trạng là đòi hỏi và đòi hỏi. Thì thực sự ra những cái bạn như thế thì tôi cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, bản thân tôi cũng có những người bạn như thế. Nhưng sau này khi những người đó có một cái điều hay, các cụ bảo là cứ đi có gia đình vào là sẽ tự thay đổi ngay, thì có một số người bạn tôi là thay đổi ngay lập tức, đúng là khủng khiếp thật. Còn một số những cái bạn mà tôi thấy rằng là bế tắc đến cái nỗi bằng bế không dậy được ấy, thì thấy một cái điều mà các bạn ấy đa số là lười, và cái bệnh lười đó thì rất là khó chữa. Bản thân rằng là chúng ta không thể nào mà có thể nhảy vào được một cái thế giới, một cái cuộc sống của họ được, trừ khi là họ tự thức tỉnh thì mới giúp được. Nếu như bạn nào mà nằm nằm trong cái hoàn cảnh đó thì tôi đơn giản rằng là bạn phải tự thức tỉnh thôi. Bạn không thức tỉnh thì không ai thức tỉnh được các bạn cả. Và thì sau thì tôi cũng kết lại một cái vấn đề là chia sẻ cho bạn cái kinh nghiệm. Thường thường thì tôi chỉ có 3 cái kinh nghiệm thôi.
cái miệng đầu tiên. Ngày xưa tôi cũng gặp cái hoàn cảnh cũng giống như các bạn, cũng va vấp rất là nhiều vấn đề, và đôi khi cái thời điểm mà đi học tập rồi rằng là mất chi phí kinh phí để có thể đi thực hiện những cái công việc cũng học hỏi giống như các bạn. Đấy, các bạn thời điểm hiện tại như thế nào thì ngày xưa tôi cũng giống như các bạn như thế. Chứ không thể nào ai mà sinh ra đã thần thánh được, đúng không? Thì kinh nghiệm của tôi đơn giản là điều đầu tiên đó là tôi hỏi chuyên gia vào những lĩnh vực đó. Tôi hỏi họ xem là cái thứ họ trải qua như thế nào. Thường thường thì tôi ít khi tôi hỏi rằng là họ thành công như thế nào lắm. Bởi vì rằng cái sự thành công của họ ấy, thì tôi biết rồi. Thì tôi mới hỏi họ là cái thất bại của họ. Từ cái thất bại của họ thì họ kể rất là nhiều câu chuyện. Còn cái câu chuyện thành công thì nó ngắn lắm. Bởi vì thành công thì khi là cái một cái thời điểm mà các bạn nghe thì nó oai thật, nhưng cái quá khứ để tạo ra cái thành công đó nó mới gọi là khủng khiếp. Thế thì từ những cái bài học đó của họ, thông qua cái sự tư vấn của họ, thì tôi thấy rằng là cái thứ đó mới là cái thứ đáng trả tiền và nó ý nghĩa. Và từ đó thì tôi có cái kinh nghiệm chữa được cái câu hỏi từ cái tiêu đề, giống như các bạn thời điểm hiện tại có hỏi tôi. Tiếp theo đó thì đi chơi cho đầu nó được nghỉ. Đây là một cái phương pháp mà tôi áp dụng trong mọi cái hoàn cảnh khi tôi bế tắc hay tôi stress. Khi vào một trong cái hoàn cảnh gì đó nó gọi là năm đi bi đát, mà đến nỗi rằng là không có cái con đường nào để có thể suy nghĩ, thì tôi chỉ có suy nghĩ trong đầu một cái thứ đó là đi chơi. Đi chơi để cho đầu mình nó được nghỉ, đi chơi để cho chân tay mình nó được nghỉ. Sau khi đó rồi mình sẽ có cái khoảng thời gian để có thể suy ngẫm lại. Lúc nào khi mình thoải mái mình sẽ suy nghĩ kỹ lại những cái việc mình đã làm, nó đạt được hiệu quả như thế nào, nó giúp ích được cho ai và giúp cho bản thân mình ra sao, rồi lúc đó sẽ đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất trong cái công việc học tập và công việc làm kiếm tiền của bản thân. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi thường hay áp dụng. Và cũng phải chia sẻ thêm các bạn rằng là đi chơi ở đâu để cho nó thoải mái thì các bạn lựa chọn những cái chỗ nào gọi là ngon bổ rẻ. Đó là các bạn đi chơi thông qua những cái môi trường mà các bạn thích. Ví dụ như là cái không khí ở đâu đấy mà các bạn cảm thấy nó thoải mái, hay các bạn đi chơi đến một người bạn nào đó, hoặc là các bạn tạo ra một cái không khí riêng cho các bạn. Đôi khi cái không khí nó không phải rằng đi chơi ra ngoài kia rằng là vui chơi ngủ nghỉ xong bắt đầu đi đủ thể loại ABC cái Z, nó kiểu là đốt theo một cái phả hệ đẳng đốt tiền đâu, mà là theo một cái điều đó là các bạn tìm trong cái môi trường đó nó giúp các bạn cái động lực gì. Vì tôi thấy rất là nhiều bạn đôi khi stress ấy, các bạn ấy đi lên rừng lên núi, các bạn ấy đi, có nhiều bạn đi stress còn đi phụ hồ, đi chạy Grab, rồi đi làm những thứ khác. Nhiều bạn nghĩ rằng là họ không có việc họ làm, không phải, họ đang có một cái suy nghĩ gì đó. Tôi thấy rằng là khá là hay. Đó cũng là một cái điều mà các bạn vui chơi, đúng không? Vui chơi ở cái chỗ là miễn là làm sao mà cái công việc của bạn nó cảm giác nó thoải mái. Đấy, hoặc các bạn làm một cái công việc gì đó nó thoải mái trong cái kỳ nghỉ của bạn cũng rất tuyệt vời. Tôi thấy rất là nhiều bạn đi tập sống thử rồi là tập sống nó khác đi đấy, thử sống nó khổ hơn đấy, rồi đang thử sống nó kiểu cảm giác là nó mang lại một cái sự gì đó nó thoải mái. Khi các bạn thoải mái rồi thì cái đầu của các bạn mới nghĩ ra dần nhiều cái ý tưởng. Các bạn thấy rằng là rất là nhiều những vĩ nhân, rất là nhiều những người họ kiếm được nhiều tiền, thường thường họ có những cái tình tiết mà rất là buồn cười đó. Đấy, ví dụ như là các bạn đang ăn táo, táo rơi trúng đầu, các bạn biết rằng ai là đúng không? Rồi ví dụ là các bạn đi ra đường vô tình bạn trượt vỏ chuối. Đấy, bạn lại trở thành một ông tỷ phú chẳng hạn. Có rất là nhiều điều nó xảy ra nó kỳ quặc như vậy. Nên là tôi muốn khuyên các bạn ấy là cái gì? Đó là chúng ta phải tạo ra cái sự thoải mái. Khi các bạn thoải mái rồi thì các bạn sẽ nghĩ kỹ được nhiều cái công việc như vậy. Còn với cái quan điểm cuối của tôi thấy rằng là online ấy, thời điểm ngày xưa tôi như các bạn ấy, tôi có rất là nhiều những câu hỏi rằng là phải chia thẻ những thứ gì, phải làm những thứ gì, phải kiếm tiền như thế nào, rồi rằng là làm gì để có thể có tiền. Đấy, tôi cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi như vậy. Nhưng từ khi tôi làm online, làm toàn bộ hệ thống, tôi thấy một cái thứ rằng thời gian đầu học rất khó. Đúng là mình phải sắp xếp thời gian để có thể học, để có thể triển khai những cái vấn đề đấy. Và để làm sao mà trau dồi bằng cách tốt nhất, giống như là phải tạo ra được một cái môi trường làm việc mà khi học xong mình phải có được một cái công việc nó hợp lý. Thì tôi thấy rằng là lúc đấy đúng là khó thật. Nhưng sau này học xong rồi và triển khai xong cái vấn đề đó rồi và thấy rằng là kiếm ra tiền rồi, tôi thấy rằng online nó chưa bao giờ là hết cả. Đấy, hôm nay ví dụ là chia sẻ các bạn về kiến thức về YouTube.
Hôm sau thấy nhiều câu hỏi hay chia sẻ về động lực. Hôm sau thấy nhiều đối tác nữa thì lại hướng dẫn về làm website. Hôm sau lại có những dự án về làm sale. Hôm sau nữa lại có công việc về chạy quảng cáo. Hôm sau nữa lại có những cái buổi mà giao lưu với những anh em liên quan về YouTube, rồi liên quan về một số tổ chức công ty. Đấy, tôi thấy rằng công việc nó có thấy bao giờ nó hết đâu. Quan trọng là lúc đó chúng ta phải áp dụng, giống như tôi chia sẻ các bạn ở cái chỗ cái đoạn là bạn đang bế tắc với thời gian đấy. Đó, thì ở cái đoạn đấy tôi đã nói rồi, chúng ta phải lựa chọn cái dự án gì nó bền vững. Đó. Bản thân hiện tại tôi thấy là như thế. Còn không biết là các bạn có những bế tắc như thế nào. Nếu như các bạn có nhiều bế tắc, các bạn có thể comment dưới đoạn video trên kênh channel Gym GT và tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái điều đấy. Những cái thứ mà tôi biết. Tôi biết thì tôi chia sẻ. Tôi biết thì tôi giúp các bạn. Đơn giản là có thể giúp được một hai người nhưng nó ý nghĩa với lại toàn bộ tất cả các bạn thì đó là cái điều tuyệt vời rồi. Và một lần nữa cảm ơn bạn theo dõi video. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Xin tạm biệt tất cả các bạn.